Muốn sống thọ, hãy học ích kỷ. Rốt cuộc ích kỷ là tốt hay xấu? Kính thưa quý khán thính giả của Bờ Tỉnh Thức, ngày nay, để kéo dài tuổi thọ, hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc ăn gì, uống gì bổ dưỡng để bảo vệ sức khỏe và phòng tránh bệnh tật. Tuy nhiên, các nhà khoa học lại chia sẻ rằng một người có thể sống thọ hay không, không phải chỉ do ăn uống hay vận động, mà phần lớn là ở sự cân bằng tâm lý. Đặc biệt, tính cách tốt luôn là một trong những nhân tố không thể thiếu trong bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ. Ấy vậy mà một chuyên gia tâm lý lại khẳng định rằng người càng ích kỷ thì càng sống lâu, người nào càng hào phóng thì càng xui xẻo. Vậy ích kỷ là gì? Dân, sống ích kỷ là chỉ quan tâm, suy nghĩ đến bản thân, chỉ vì lợi của riêng mình mà không quan tâm đến ai xung quanh. Người ích kỷ thường nghĩ rằng mình là trung tâm, chỉ biết vun vén cho bản thân mình, luôn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho bản thân. Sự thật là, không ai muốn bị gọi là ích kỷ, cũng không ai thích ở cạnh người ích kỷ. Nhưng ở đời, mọi thứ đều có hai mặt và đều có giá của nó. Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng Bờ Tỉnh Thức đi tìm hiểu sự thật. Muốn sống thọ hãy ích kỷ, rốt cuộc ích kỷ là tốt hay xấu? Ngay bây giờ, hãy xem hết video, bạn sẽ thấy được sự thật nhé. Dân, phải công nhận rằng khi từ ích kỷ xuất hiện trong tâm trí, nó thường gợi lên những ý nghĩa tiêu cực trong đầu mỗi chúng ta. Chúng ta thường khinh ghét sự ích kỷ và cho rằng phải tránh nghĩ đến mình và sở thích của mình. Thay vào đó, hãy cố gắng sống vì lợi ích của người khác. Mặc dù tính cách ích kỷ không được khuyến khích, nhưng hôm nay bạn hãy thử nhìn nhận nó một cách khách quan. Nhưng có câu, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Tính cách của một người bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường. Có một số người từ khi còn trẻ đã gánh vác trách nhiệm gia đình. Hôm nay phải vất vả để có cơm ăn, ngày mai phải kiếm tiền cho con cái ăn học. Họ từ hai bàn tay trắng làm nên và là trụ cột của cả gia đình. Những người này thường mạnh mẽ và không muốn thừa nhận thất bại. Với họ, chỉ cần họ và gia đình có thể sống sót thì bất kể là lên rừng hay xuống biển đều không cần phải do dự. Vì họ đã quá trải đời nên họ ích kỷ hơn. Họ cũng tự cho mình là trung tâm hơn, nhưng lại kém hào phóng và ít bao dung hơn. Bằng cách này, tính khí của họ tương đối thờ ơ. Họ chỉ để mắt đến bản thân và gia đình của mình. Nhưng đối với những người khác, họ lớn lên trong một môi trường thoải mái, vật chất đủ đầy và được cha mẹ lo liệu mọi việc. Những người như vậy chúng ta thường gọi là những cậu ấm cô chiêu. Những người như vậy kỳ thực hiền lành hơn, nhưng lại thiếu một số nguyên sống và không biết đến những khó khổ của thế gian. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng những người không phải lo lắng cơm áo gạo tiền thì họ càng rộng lượng. Hôm nay họ hào phóng với người này, ngày mai họ hào phóng với người khác mà không cần suy nghĩ. Trong mắt số đông, người hào phóng luôn đáng để ngưỡng mộ vì họ tốt hơn người ích kỷ. Tuy nhiên, một số nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng những người càng ích kỷ thì họ càng hòa đồng hơn những người hào phóng. Không chỉ vậy, xét về tuổi thọ, người ích kỷ có thể sống lâu hơn người hào phóng. Có lẽ có một sự thật nhất định rằng tính cách quyết định số phận. Hẳn là bạn đã từng cảm thấy có nhiều người trông kiêu ngạo, vô đạo đức vì họ không quan tâm đến ai ngoài chính họ. Những người như vậy rất khó chịu với con cháu của họ. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù những người già này ích kỷ và có tư cách đạo đức không tốt, nhưng họ lại sống thọ, thậm chí là rất thọ. Ngược lại, có những người già cả đời rộng lượng với người khác và cống hiến cả đời cho con cháu lại thường sống không thọ bằng. Vậy vấn đề là gì?
Trên thực tế, việc lựa chọn tính cách của một người quyết định hành vi ra bên ngoài của người đó, và hành vi bên ngoài của một người sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của người đó. Những người già ích kỷ, mọi việc họ làm đều là vì bản thân họ. Hãy giữ hết những món ăn ngon cho riêng mình, để lại mọi công việc khó khăn cho gia đình. Họ sẽ không bao giờ dính líu đến chúng. Bằng cách này, những người biết cách chăm sóc bản thân sẽ tự nhiên sống lâu và khỏe mạnh hơn. Không những vậy, họ còn chỉ làm những điều có lợi cho bản thân. Khi đó, cơ thể họ sẽ tránh được sự tổn hại từ môi trường xung quanh. Họ cũng tiết kiệm được năng lượng và nhẹ gánh trách nhiệm. Ngược lại, những người âm thầm cống hiến sẽ luôn chọn rộng lượng và bao dung. Dù gặp phải chuyện gì, họ cũng luôn đứng đầu và gánh vác trách nhiệm nặng nề. Bằng cách này, họ cũng sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng, mệt mỏi và gặp nhiều phiền phức hơn. Thậm chí, họ sẽ dành hết những điều tốt đẹp cho người khác và nhận phần thiệt thòi về mình. Những người như vậy rõ ràng là không biết cách tự chăm sóc bản thân. Họ chỉ có thể vô tư mà sống, nhưng cuối cùng lại đánh mất sức khỏe và không thể sống lâu. Nhưng chúng ta nên biết, ích kỷ và rộng lượng đều là những lựa chọn trong cuộc sống. Dù là chọn ích kỷ hay rộng lượng, thì chúng ta không thể phán xét được. Cho tôi hỏi, trên đời này có ai không ích kỷ hay không? Dưới góc độ tâm lý, thì ích kỷ là bản chất của con người. Giống như khi tình huống nguy cấp xảy ra, hầu hết chúng ta đều nghĩ đến bản thân mình trước. Đây là một phản ứng bản năng. Ví dụ bạn được thông báo rằng cần điều chỉnh mặt nạ dưỡng khí của chính mình trước khi giúp người khác trong trường hợp khẩn cấp trên máy bay, hoặc cần đảm bảo an toàn cho bạn trước khi giúp đỡ bất kỳ ai bị thương. Trong trường hợp này, không ai có thể gọi bạn là người ích kỷ vì đã làm theo những hướng dẫn đó. Đôi khi sống ích kỷ không phải là một điều xấu. Người ta nên ích kỷ lúc cần phải ích kỷ. Nhiều khi, sự ích kỷ lại tốt cho bạn và cả người khác. Vì khi tính mạng bạn không còn, thì không thể tiếp tục lo cho người khác nữa. Có lẽ đó mới là sự ích kỷ lớn nhất. Xin kể cho bạn một câu chuyện thế này. Chính quyền xã đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình có hai người tử vong. Đó là gia đình anh T thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Vợ chồng anh T cùng mất, để lại hai con nhỏ, cháu lớn 10 tuổi, còn cháu nhỏ mới 7 tuổi. Chuyện là chị K, vợ anh T, đã mang thai 7 tháng. Cách đây mấy ngày, chị K được đưa đi khám ở bệnh viện, xác định thai nhi đã chết lưu từ trước. Sau đó, chị K được chuyển lên một bệnh viện tỉnh để mổ lấy thai lưu. Mổ thai lưu xong, chị K tiếp tục được chuyển lên tuyến trên để cấp cứu, nhưng sau đó không may đã tử vong. Sáng hôm đó, anh T đã thuê xe đưa thi thể vợ về để lo mai táng. Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, sau khi khâm liệm xong cho vợ, vì quá đau lòng, anh T đã bỏ ra sau khu rừng cách nhà khoảng 200 mét, rồi treo cổ tự vẫn. Khi không thấy anh T ở đám tang, người thân vội vã đi tìm và phát hiện anh T đã tử vong treo trên cây. Anh T quá đau lòng vì thương vợ và đứa con bị mất vì lưu thai mà không thiết sống nữa. Kết quả là anh bỏ lại hai đứa con thơ bơ vơ không còn bố mẹ. Qua câu chuyện trên và rất nhiều câu chuyện khác tương tự, quý vị có suy nghĩ gì? Dù rằng thề nguyện sống chết có nhau thì đã sao? Dù hy sinh vì tình yêu, không tham sống sợ chết thì đã thế nào? Tất cả mọi thứ trên đời đều luôn có hai mặt. Chúng ta chỉ được chọn một mặt mình muốn và phải chịu đựng mặt còn lại. Dân, dù chọn ích kỷ là tốt trong một số trường hợp, tuy nhiên quá ích kỷ có thể có hại. Vào những thời điểm nhất định, chúng ta nên chọn sự rộng lượng. Khi gia đình chúng ta cần sự giúp đỡ,
chúng ta nên hào phóng để giúp đỡ họ. Bởi vì hạnh phúc của một gia đình hòa thuận còn đáng giá hơn hạnh phúc của một người rất nhiều. Khi những người đã từng giúp đỡ chúng ta cần sự giúp đỡ, chúng ta nên giúp đỡ họ như một cách trả ơn. Bởi người có lòng biết ơn sẽ bình yên trong tâm hồn suốt quãng đời còn lại, dù cuộc sống có tồi tệ đến đâu. Vì vậy, chọn ích kỷ hay rộng lượng nên tùy theo hoàn cảnh cụ thể. Đừng rộng lượng vào lúc bạn nên ích kỷ, và khi đến lúc phải rộng lượng, bạn không nên ích kỷ. Và khi con người càng sống lâu, càng biết cách ích kỷ, thì đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Vì sao? Vì khi còn trẻ, chúng ta không hiểu được sự phức tạp của thế giới bên ngoài. Vậy nên, chúng ta đã đi khắp nơi để giúp đỡ người khác. Thậm chí, nhiều người còn bất chấp hậu quả về sau. Vậy là, chúng ta trở thành bàn đạp, một nơi dựa dẫm cho người khác. Nhưng trớ trêu là họ sẽ không trân trọng sự hào phóng hay tử tế mà xem đó là nghĩa vụ của chúng ta. Có một câu chuyện thế này. Chị Hạnh chuyển về xóm mới được gần 2 năm nay. Cạnh nhà chị là một gia đình nông dân nghèo. Vì nghĩ gia đình mình có điều kiện hơn nên chị thường xuyên chia sẻ giúp đỡ gia đình hàng xóm. Có gì ngon, chị Hạnh cũng để dành một phần để biếu gia đình nhà bên. Những lúc gia đình hàng xóm gặp khó khăn, chị Hạnh lại vận dụng các mối quan hệ để giúp họ giải quyết. Nhưng gia đình người hàng xóm chỉ biết nhận mà không hề có sự đáp nghĩa nào. Chị cũng không thấy quan trọng, không hề để bụng vì mình may mắn hơn họ. Chị chỉ nghĩ bán anh em xa mua láng giềng gần. Mình chỉ cần tốt với họ thì tình cảm sẽ gắn bó, khăng khít hơn. Cho đến một ngày, gia đình hàng xóm cần tiền để mua chiếc xe máy cho con. Họ bất ngờ sang vay tiền chị Hạnh. Chẳng may, lại đúng lúc gia đình chị Hạnh có việc, vừa hết tiền. Thế là chị vợ của gia đình kia, mặt mày sưng sỉa, nói này nói nọ. Đến lúc này, chị Hạnh mới dở lẽ ra mình đã sai trong đối nhân xử thế. Lòng tốt của chị đã được cho đi quá vô tư, đến mức khiến gia đình kia xem đó là nghĩa vụ của chị, và giúp đỡ họ là điều hiển nhiên chị phải làm. Vâng, sự hào phóng là một phẩm chất tốt. Tuy nhiên, nếu không có trí tuệ, bạn sẽ rơi vào tình trạng hại người hại mình. Cho nên, đôi khi bạn phải biết ích kỷ để cân bằng mọi thứ. Những người cao tuổi sống lâu, họ đều biết chú ý đến cảm xúc của bản thân và vui vẻ giữ gìn sức khỏe. Hơn nữa, một trong những đặc điểm chung của họ là biết ích kỷ và biết giữ tiền. Ngược lại, cuộc sống của nhiều người chỉ xoay quanh con cái. Họ tự mình gánh hết khó khăn gian khổ và nhường hết mọi thứ tốt đẹp cho bạn đời và con cái. Nhưng thường những người như vậy, sau khi làm việc chăm chỉ gần hết cuộc đời, vẫn không thể sống một cuộc sống như ý khi về già. Vì sao? Vì khi bạn cho đi quá nhiều, những người chỉ biết nhận sẽ không trân trọng điều đó. Bản thân bạn còn không trân trọng cuộc sống của mình thì làm sao người khác phải trân trọng bạn? Như một đồng nghiệp của tôi đã nói về công việc gia đình của anh ấy. Cha anh là người dị tha, biết suy nghĩ, tay chài tay lưới lo cho cả đại gia đình. Nhưng ông không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ qua đời sớm như vậy. Có lẽ vì đã cho đi quá nhiều nên mới vừa nghỉ hưu, còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống thì đã ra đi mất rồi. Nhưng ngay cả khi phải làm mọi việc, ông ấy vẫn cố gắng quan tâm những người xung quanh. Và ông làm điều đó một cách vui vẻ. Nhưng sau khi ông mất, cả gia đình vẫn phàn nàn về ông. Vì ông sống không có bản sắc và không có sự nghiệp của riêng mình. Nhưng có nhiều người già, dù không dị tha và bao dung như nhiều người, họ vẫn sống thoải mái trong những năm cuối đời. Vì sao? Vì họ biết quan tâm đến bản thân nhiều hơn, biết sống cho chính cuộc đời của họ.
và mọi người lại tôn trọng và ngưỡng mộ họ vì họ có sự nghiệp của riêng mình. Xin kể cho bạn nghe một câu chuyện thế này. Chị Lý hiện đang đứng đầu công ty. Có một nữ đồng nghiệp khác trước đây vào công ty cùng thời điểm với chị Lý. Ban đầu, hai bọn họ cùng giữ chức vụ như nhau. Hai người giống nhau về tuổi tác, năng lực và trình độ học vấn. Hai người lần lượt mang thai, cách nhau chưa đầy 3 tháng. Do áp lực gia đình, nữ đồng nghiệp kia đã chuyển sang vị trí thoải mái hơn sau khi sinh con để có thể chăm sóc gia đình nhiều hơn. Mặc dù cảm thấy không muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng chị ấy vẫn lựa chọn lo cho gia đình. Chị Lý cũng cảm thấy áp lực từ gia đình, nhưng chị không từ bỏ sự trưởng thành và lý tưởng của mình gì chỉ vì lợi ích của con cái. Đối với một gia đình truyền thống, chị Lý quả thực có chút ích kỷ. Dù sao, sức lực của một người là có hạn, nếu chú ý nhiều hơn đến công việc thì cũng sẽ bỏ bê gia đình. Dù sự trưởng thành của chị Lý không mang lại nhiều sự trợ giúp cho gia đình, nhưng chị lại trở thành tấm gương thành công trong mắt các con. Hơn nữa, chị còn được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Những người thuộc thế hệ cũ tin rằng phụ nữ nên cống hiến cho gia đình và con cái, và chỉ khi đó họ mới có thể nghĩ về bản thân sau khi mọi việc đã được lo chu toàn. Tuy nhiên, cái gọi là lòng vị tha này thường không khiến người khác cảm động, mà nhiều khi còn làm hỏng những người xung quanh. Cho nên, khi bước vào tuổi già, chúng ta phải biết phòng thân, biết tự thương xót bản thân. Đừng nên hy sinh bản thân để nuôi dạy những đứa con ích kỷ. Đến khi sức tàn lực kiệt, khi không thể cho chúng vô điều kiện nữa, bạn sẽ bị ghét bỏ và trở thành gánh nặng cho chúng. Những năm cuối đời, hãy biết sống ích kỷ hơn, yêu người khác 30% và yêu bản thân mình 70%. Vì khi còn trẻ, bạn đã cho đi phần lớn rồi, nên về già, hãy làm điều ngược lại. Đó cũng là cách cho người khác cơ hội để làm điều tương tự. Hãy quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của bản thân. Việc chăm sóc tốt cho cơ thể của mình cũng có nghĩa là có trách nhiệm với con cái rồi. Bạn có từng thấy những người biết giữ tiền phòng thân có cuộc sống đàng hoàng hơn chưa? Có một số cha mẹ đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm và để lại một số tiền tiết kiệm hoặc bất động sản. Họ phân phát những thứ này cho con cái từ rất sớm vì nghĩ rằng sớm muộn gì họ cũng phải đưa chúng. Họ cho rằng bằng cách này có thể có được lòng hiếu thảo và sự chăm sóc con cái. Nhưng họ quên rằng bản chất con người luôn không biết đủ, ai cũng sẽ ích kỷ, cho dù đó có là tình cảm ruột thịt. Khi còn trẻ có cơ hội, chúng ta cũng nên lập kế hoạch cho bản thân, học cách ích kỷ và giữ tiền. Đừng đợi đến khi bạn không đạt được thành tựu gì, con cái sẽ ghét bỏ vì bạn kém cỏi, thậm chí coi bạn như gánh nặng. Đối với bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào, bạn hãy luôn có thể tự chủ về kinh tế thì sẽ không phải lo lắng hay phụ thuộc ai. Bạn giữ tiền tiết kiệm khi về già thì sẽ yên tâm và sống đàng hoàng trước con cháu. Vì những năm cuối đời, bạn không thể chống lại sinh lão bệnh tử. Khi ốm đau cần tiền, bạn có thể sống thoải mái mà không gây phiền phức cho con cái và không cần phải nhìn mặt người khác mà sống. Cái tham tiền khi còn trẻ là tích lũy của cải cho bản thân và chuẩn bị cho những ngày mưa gió sau này. Việc biết tham tiết kiệm tiền là để phòng thân khi tuổi già đến. Vậy nên, nếu muốn sống lâu hơn và tốt đẹp hơn, chúng ta phải học cách sống cho chính mình. Hãy học cách buông bỏ vào thời điểm thích hợp và tích cực chuẩn bị cho tuổi già. Chúng ta cần nhìn rõ thực tế thay vì mù quáng để bị chính mình dao động. Nhiều người cao tuổi không cần tham hay ích kỷ cũng có thể sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Đây là một sự lựa chọn, nhưng cũng là một điều may mắn. Còn ích kỷ và tham tiền
chẳng qua là để phòng thân và đảm bảo cho cuộc sống tuổi về già. Thực ra, đây cũng là một sự giúp đỡ cho con cái của họ. Vì khi một người về già mà có thể tự lập bằng hết khả năng của mình thì cũng giống như trút bỏ được gánh nặng trên vai con cái. Những người trẻ ngày nay sống rất độc lập và thế hệ cũ cũng có thể học hỏi từ điều đó. Đôi khi nếu họ không can thiệp lẫn nhau thì có lẽ cả hai bên có thể sống một cuộc sống thoải mái và dễ chịu hơn. Những người hay mũi lòng, hay dễ dãi với người khác hãy nhớ rằng chỉ khi một người quan tâm đến quyền lợi của mình thì mới biết quan tâm đến quyền lợi của người khác. Đây mới là cuộc sống lành mạnh. Biết sống ích kỷ là một loại bản tính, nhưng cũng là một loại năng lực. Khi bạn thực sự học được cách ích kỷ đúng lúc, bạn có thể có cuộc sống tốt hơn. Giữa họ hàng, ích kỷ là một loại hạnh phúc. Vì sao? Vì nhiều khi bạn sẽ thấy càng cố gắng một chiều, càng cố níu giữ tình cảm thì càng về sau mâu thuẫn và ghẻ lạnh với nhau càng lớn. Bao nhiêu cha mẹ con cái chung một mái nhà mà không còn gì để nói với nhau, dù yêu thương nhau sâu đậm nhưng giống như không hề quen biết nhau, khao khát kết nối nhưng không có ngôn ngữ tương thông. Cho nên chỉ khi người thân biết ích kỷ hơn thì họ mới có thể yêu nhau sâu đậm hơn. Có một câu chuyện thế này: Long Anh Đài ly hôn chồng vì thiếu tình yêu. Vì yêu, bà đã từ chức mọi chức vụ ở độ tuổi 60, xa thành phố lớn và trở về quê sống cùng mẹ đẻ. Sau khi con trai lớn của cô tròn 17 tuổi, cô khuyến khích các con sống tự lập. Và mỗi năm, cô đều có những chuyến du lịch riêng với hai con trai. Long Anh Đài cho rằng, trong cuộc sống đời thường, một người mẹ luôn tận tụy vì gia đình rất dễ bị con cái và các thành viên lãng quên. Cô muốn nỗ lực thoát khỏi thân phận này và tận hưởng cuộc sống tự do, độc lập và được quan tâm. Cô muốn cuộc sống bình đẳng với gia đình. Vì khi con cái nhìn thấy cha mẹ khỏe mạnh, thoải mái và sống một cuộc sống hạnh phúc thì chúng cũng sẽ thực sự hạnh phúc và thoải mái. Khi mỗi thành viên trong gia đình được sống cuộc sống của riêng mình thì đó chính là niềm hạnh phúc của cả gia đình. Còn đối với bạn bè, ích kỷ là một loại hưởng thụ. Cách đây một thời gian, vợ tôi trông có vẻ hơi mệt mỏi. Tưởng là vấn đề công việc, nhưng sau khi tôi hỏi thì cô ấy bảo đó là chuyện nhỏ. Hóa ra, một người bạn mới gặp đã coi cô ấy như người chị thân thiết và trút hết mọi năng lượng tiêu cực lên cô ấy. Kể cả những khuyết điểm của gia đình và cuộc sống không như ý. Lúc đầu, vợ tôi rất muốn giúp cô ấy giải đáp thắc mắc, nhưng thời gian trôi qua, cô cảm thấy bất lực và không biết phải từ chối thế nào. Điều này khiến vợ tôi ngày càng mệt mỏi. Chu Quốc Bình nói, bạn bè tốt đến đâu cũng cần có khoảng cách. Tình bạn quá sôi nổi thường là sáo rỗng. Chúng ta thường khuyên hãy bao dung với bạn bè, nhưng nếu chúng ta mù quáng chiều theo để làm khổ mình thì tình bạn đó sẽ không mang lại cho bạn niềm vui ngoài những gánh nặng. Trên đời này không có ai nợ ai, cũng không có ai không thể sống thiếu ai. Chỉ có một người không biết quý trọng một người mà thôi. Sau khi nghe lời tôi khuyên, hai ngày sau, nụ cười trở lại trên khuôn mặt vợ tôi. Cô nói rằng đối phương cũng cảm thấy có lỗi và mối quan hệ của họ trở nên hòa hợp hơn sau khi làm rõ sự việc với nhau. Một tình bạn tốt đẹp không bao giờ được duy trì bằng sự hy sinh của một bên. Đôi khi, nếu cả hai bên đều ích kỷ và cố gắng hết sức mình thì họ sẽ nhận được nhiều hạnh phúc hơn từ tình bạn này. Tình bạn đẹp nhất là khi luôn có một khoảng trời riêng tư trong trái tim nhau. Để đối xử với bản thân, ích kỷ là một loại năng lực. Có người hỏi rằng tôi phải làm gì nếu nhận ra mình là người ích kỷ. Một trong những câu trả lời nhận được rất nhiều lượt thích nhất là tôi đã suy ngẫm về bản thân mình vô số lần.
Và bây giờ tôi cảm thấy thoải mái khi chấp nhận rằng trong mình cũng có một phần xấu xa nào đó. Tôi chỉ muốn sống theo cách của mình và chấp nhận cái ác tồn tại trong bản chất con người. Nhưng tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến người khác và làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Tôi sẽ kiềm chế bản thân để không trở thành người xấu, và chỉ sau khi bảo vệ được bản thân mình, tôi mới có thể giúp đỡ người khác bằng hết khả năng của mình. Tuy nhiên, nhiều người đã lựa chọn sống trong mắt người khác suốt cuộc đời. Nhưng bạn đã quên rằng cuộc đời mình rất ngắn ngủi. Vì vậy, bạn nên sống một cuộc sống tuyệt vời, tươi đẹp và sống trọn vẹn một đời. Vì chúng ta sống không phải để làm hài lòng thế giới, mà để làm hài lòng chính mình. Như câu nói nổi tiếng, đừng đuổi ngựa, hãy dùng thời gian đuổi ngựa để trồng cỏ. Khi mùa xuân đến, hoa sẽ nở và bạn sẽ có thể thu hút một đàn ngựa để tùy ý lựa chọn. Cho nên, bạn đừng cố tình nịnh nọt một người. Thay vào đó, hãy tận dụng thời gian không có bạn bè để nâng cao năng lực của mình. Khi đến thời điểm thích hợp, khi bạn tỏa sáng, bạn sẽ có một nhóm bạn đi cùng. Chúng ta không cần sợ hãi sự khác biệt với người khác. Mỗi bông hoa khác nhau sẽ nở ra những vẻ đẹp khác nhau. Tính ích kỷ không phải là làm lợi cho mình mà gây thiệt hại cho người khác, mà đó là tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình và truyền lại hạnh phúc này lây lan sang những người xung quanh. Cuộc đời mỗi người chỉ sống có một lần và mỗi người sống một cách khác nhau. Nhưng dù sống thế nào, nếu bạn biết ích kỷ hơn trong cuộc sống thì bạn sẽ sống mà không phải hối hận hay phải cố đạo đức giả. Chỉ khi một người hiểu lối sống nào tốt hơn cho mình thì người đó mới có thể đối xử với người khác theo cách tương tự. Quãng đời còn lại của bạn không dài, cũng không có nhiều thời gian ở phía trước. Nên tôi mong bạn hãy làm những gì mình thích, kết bạn với những người bạn phù hợp và sống cả đời với những người bạn yêu thương. Điều quyết định tuổi thọ dài hay ngắn của đời người không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn uống và vận động, mà còn là điều ẩn sâu trong tâm hồn của mỗi người. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với quy luật dưỡng sinh của cổ nhân. Đó là sống tùy duyên, thuận theo tự nhiên và hành sự có trí tuệ. Dân, người có trách nhiệm thì ít bị bệnh, người nhạy cảm thì sống tương đối thọ, người dễ cáu giận thì hãy coi chừng ung thư, người nhút nhát thì có nguy cơ đột quỵ cao, người hay lo lắng thì cần bảo vệ dạ dày. Còn người biết ích kỷ đúng lúc đúng chỗ sẽ sống một đời bình an, hạnh phúc và trường thọ. Chúc quý vị luôn biết sống ích kỷ một chút để lợi mình lợi người và trường thọ cùng con cháu. Cảm ơn đã ủng hộ Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.